Em chào cả nhà nhé. Em chúc sức khỏe tất cả các bạn đang xem video nhé. Bây giờ nó là 8 giờ sáng của ngày 14 tháng 5 dương lịch. Thì hôm nay em làm cái video này có mấy chủ đề. Thì cái thứ nhất ấy, là em quay một số bông hoa lở trong vườn của em. Và cái chủ đề thứ hai ấy, là em sẽ nói về những cái con bọ trĩ này. Đây, cả nhà nhìn này. Đấy, em sẽ nói về con bọ trĩ này, là tại sao nó có những con bọ trĩ này, và những con bọ trĩ này nó làm hại cái gì, và cách phòng và hạn chế của cái con bọ trĩ này như nào đó cả nhà nhé. Đầu tiên là cả nhà ngắm hoa nhé. Thì đây nó là cái bông ám này, ám hòa bình cả nhà. Bông này là một bông ám nhẹ thôi. Đấy, và đồng thời là cái bông này đó, và một vài hôm nữa là nó cũng bay hết phần tím này đi này. Đấy, nó bay hết cái phần viền tím này đi. Đấy, nó ra một bông rất là sáng. Thì cái bông này ấy, nó là giống của hòa bình. Thì bông này cũng chỉ là một bông ám nhẹ thôi, chứ không phải một bông ám xuất sắc như cả nhà nhé. Đấy, nó chỉ một bông là sáng hơn những cái bông tím bình thường thôi. Bây giờ em sẽ nói về cái con bọ trĩ nhé, và đồng thời em sẽ quay video cho cả nhà cùng ngắm hoa nhé. Thì cái con bọ trĩ này đấy, những con bọ trĩ này đây, cả nhà nhìn lên đen đen nó bò chưa, đấy ở trên cái cánh này. Thì những con bọ trĩ này ấy, thường thường là ở trong vườn của mình ấy, là mình đã phòng rồi, là thường thường là nó không có. Nhưng mà đến cái mùa hoa này là nó ở ngoài vườn của mình ấy, nó bay vào. Thì những cái con này, ví dụ như là mình trồng mà khu vườn của mình ấy, cạnh những cái khu có đất đấy, ví dụ mình trồng những cái cây đất kìa đấy, hoặc là xung quanh nhà hàng xóm mà có ai trồng cây cảnh, trồng rau trồng cỏ ấy, thì cái con này nó rất là nhiều đấy. Cứ đến cái mùa hoa đấy, đến mùa hoa là hoa nó lở là nó bay vào vườn mình rất là nhiều. Thì khi con bọ trĩ này nó bay vào ấy, nó đậu vào những bông hoa của mình này. Đấy, cả nhà nhìn, nó đậu vào những bông hoa của mình. Thì nó vào đây, nó hút chích, hút nhựa ở những cái cánh hoa của mình này. Nên là nó gây đến cái tình trạng là cái bông hoa của mình rất là nhanh tàn. Thì đây nó cũng là một trong nguyên nhân mà khiến những cái bông hoa của mình nó nhanh tàn. Là một này, và em sẽ nói thêm một vài cái nguyên nhân nữa. Và cái trường hợp mà cái bông hoa của mình nó nhanh tàn. Thì cái nhất là khi hoa lở, cả nhà tưới nước ấy, tưới nước mà tưới vào hoa này đấy, tưới trực tiếp vào hoa thì nó cũng rất là nhanh tàn đấy. Khi mà tưới nước thì cả nhà chỉ tưới vào gốc thôi, tưới vào gốc để nuôi cái bộ mầm gốc thôi, tránh tưới vào hoa. Thì cái tưới nước vào hoa nó cũng là cái nguyên nhân thứ hai nhé. Và một cái nguyên nhân nữa mà hiện tại là trong vườn em đang bị cái hiện tượng đấy, hiện tượng là con bọ trĩ. Và cái hiện tượng là thứ hai của em ấy, nó là chính là cả cái chậu lan của em này là em trồng lại. Em sang chậu mới hay giá thẻ mới cho nó. Nên chính vì vậy là cái bộ rễ của nó rất là kém. Cái bộ rễ của nó rất là kém, nên chính vì vậy là cái cây của mình khi nó ra hoa, nó đã ra hoa nó mất sức. Em bị to teo tóp thân. Là hoa rất là nhanh tàn. Và một cái nữa là do em là chủ quan, và cũng đồng thời là do em lười nữa. Là trong cái mùa nghỉ ấy, trong mùa nghỉ là em không có bổ sung cái phương pháp lại để giúp cho cái kênh thân khi đập mình nó mập. Thì cái biện pháp mà giúp cây khi đập của mình nó phình thân ấy, nó mập thân ấy, thì nó là cũng là cái phương pháp mà sử dụng cái nước thần thánh mà như Hoa Lan Xuân Nguyên chia sẻ ấy, nó chính là cái nước vo gạo lên men cả nhà. Cái nước vo gạo lên men đấy mà mình tưới vào kết hợp cùng với cả GE đấy, mình tưới trong cái mùa nghỉ ấy, thì cây phi điệp của mình nó rất là mập nhà. Em mà năm vừa rồi là em lười, em không lấy nước vo gạo lên, em không tưới nhà. Đây cả nhà, đây là một cây trầm lai này, đây là trầm lai phi điệp cả nhà nhé. Đây nó không phải phi điệp đâu. Đấy, cánh rất là bầu cánh mai luôn nhé.
Nhưng đây nó là một bông trầm lai, hoa nó rất nhỏ cả nhà. À, nhiều bác đang tưởng là một cây này nó là phi đẹp đây này, nhưng thực tế là nó là một cây trầm lai. Khuôn bông đẹp lắm, có tội là hoa nó nhỏ hơn thôi, hoa nó bé thôi. Đấy nha cả nhà, nhìn rõ khuôn bông này nhá, là mình nhận biết được đâu là cây trầm lai, đâu là cây phi đẹp nhá. Và bây giờ em sẽ nói về cái con bọ trĩ. Cái con bọ trĩ ấy, khi mà đến cái mùa mà cây phi đẹp mình nó ra lụ như này là cả nhà này, ra lụ to như này rồi, hoặc là những cái lụ bé như này, những cái lụ bé như này, đấy là cái những con bọ trĩ ấy, nó đã bay vào vườn của mình và nó sẽ đậu vào những cái lụ của mình này, nhất là những cái lụ to như này, nhất là những cái lụ to như này là nó bay vào rất là nhiều. Sau đó vào đây là nó đã bám vào cái lụ của mình, nó hút chích cái nhựa cái lụ của mình, và đồng thời nó đẻ trứng ở trong cái lụ này. Đấy, khi lúc hoa nở ra thì rất nhiều con nó là màu vàng vàng ấy, vàng vàng đỏ đỏ ấy. Thì là nó làm cho cái bông hoa mình rất là nhanh tàn. Đây là bông lưỡi đỏ. Và cây ở trong vườn em ấy là bắt bạt ấy, nhưng mà không ra được một bông bạt nào cả nhà, toàn ra lưỡi đỏ thôi. Thì cái cách mà cái phòng cái con bọ trĩ này thì hiện tại vừa rồi ấy, là em có thử, em đã thử nghiệm nhá cả nhà nhá, em thử nghiệm 2 ngày liền liên tiếp, là bằng cái phương pháp ấy, là khi những cái lụ này của mình này, lụ to như này hoặc cả những cái lụ bé như này có đến tầm như này đấy, khi nó hình thành hẳn lụ như này rồi đấy, thì cả nhà lấy cái nước rửa chén ấy, lấy cái nước rửa chén theo cái công thức của em ấy, là 1cc trên 1 lít nước, mình hòa đều lên, trong đó là mình tưới ướt đẫm cả thân, cả lá, cả gốc, cả rễ, ướt đẫm cả giá thể và tưới cả lên lụ nhé cả nhà nhé. Thì cái phương pháp này ấy, là em đã thử nghiệm, em đã 2 ngày liên tiếp là em sử dụng cái nước rửa chén đấy, là em tưới trực tiếp lên cái lụ của em, và đến ngày hôm sau em không tưới lại, ngày đến chiều hôm sau em lại pha tiếp tục nước rửa chén nữa, là em tưới liên tục, là 2 lần em tưới liên tiếp mà em không sử dụng lại nước em rửa. Và trong khi đó đây cả nhà nhìn xem, tất cả các lụ của em nó không bị thui một cái nào cả. Em quay một loạt cho cả nhà cùng xem nhé. Thì cái phương pháp này em đã thử nghiệm thực tế và nó không ảnh hưởng gì đến lụ cả. Đây cả nhà, nó không ảnh hưởng bất kỳ một cái lụ cả, nó không làm thui lụ của mình. Đấy, chính vì vậy là khi em đã thử nghiệm 2 ngày liên tiếp với cái phương pháp mà em tưới trực tiếp và em không rửa lại, mà cây cái lụ của nó không bị làm sao, thì hôm nay em mới chia sẻ cho cả nhà cái biện pháp mình phòng ngừa đấy, mình tiêu diệt cái con bọ trĩ đấy, và phòng ngừa con bọ trĩ đấy, và hạn chế được những cái con bọ trĩ đấy đến khi cái hoa của mình nó lở ra đấy, cái hoa của mình nó lở ra là nó ít cái con bọ trĩ đấy cả nhà nhá, nó chỉ hạn chế một phần thôi cả nhà, nó không diệt được hết đâu. Bởi vì khi mình tưới đấy, em để ý 2 ngày rồi, em tưới xong tối em lên kiểm tra là nó không có một con nào cả, nó không còn một con nào cả. Thế nhưng đến ngày hôm sau ấy là nó vẫn ở ngoài, nó vẫn ở ngoài, nó bay vào, nó bay vào vườn của mình, nó lại đậu lên cái bông hoa của mình cả nhà. Đây, nó lại đậu lên bông hoa mình. Nhưng nó được cái là nó hạn chế cho mình là những con mà nó mới bay vào ấy, thì nó làm hại ít đến cái lụ, cái bông hoa mình. Và đồng thời ấy, là khi mình tưới những khi mà những cái lụ như này này, cái lụ như này ấy, là mình phòng ngừa con nào nó bay vào ấy, nó đậu vào đây là mình xịt là nó chết rồi, nên nó không kịp đẻ con, nó không kịp đẻ trứng vào trong những cái lụ này. Tất cả nhà nhá. À, cả nhà ngắm bông này nhá, mắt tràn viền hết rồi cả nhà. Đấy, mắt tràn viền hết. Đấy, cây này em bắt bạt đây. Thế nhưng mà ra không biết là cái khí hậu ngoài em như thế nào ấy, là cái lưỡi nó được, nó bị trắng trắng này này. Đấy, nó không được đậm, nó không được đậm cả nhà. Em bị mấy bông như này, mắt tràn viền rất là to, tràn hết viền.
Thế nhưng mà cái lưỡi của nó lại không được đậm, nó chỉ hơi tím tím nhạt nhạt thôi. Đấy. Cái này em nghĩ là khả năng là khi về cái miền Tây Nguyên ấy, Tây Nguyên ấy, cái bác ở trong miền Nam ấy, thì nó có khả năng nó ra một bông bạc. Bông bạc, nhưng mà em không chắc là một bông bạc đẹp đẹp đâu. Em nghĩ là một bông bạc là bình thường thôi. Tại vì cái phần lưỡi của nó cũng hơi trắng trắng. À, chả nết viền này cả nhà. Đây, và cái bông này nữa. Cây này là cây chậu chậu lam Lào. Các cả nhà nhìn này, cái mắt nó cũng chả nết viền này. Đấy. Và cái lưỡi nó cũng trắng này. Đấy, lưỡi con này thì nó trắng nhiều hơn này. Trắng nhiều hơn là cái bông kia. Bông kia còn hơi tím tím. Còn cái này thì lưỡi nó trắng nhiều. Nhưng mắt nó tràn viền hết. Rồi, ok, thì cái sử dụng cái nước rửa chén đấy nhá, là em đã thử nghiệm 2 ngày liên tiếp. Nên là cả nhà cứ yên tâm nhá, yên tâm mà làm theo em nhá. Làm theo em để phòng cái trường hợp là những cái con bọ trĩ nó sinh sôi lầy lở trong vườn của mình nhá cả nhà nhá. Và những cái lụ như này này là mình bảo vệ những cái lụ này trước nhá cả nhà nhá. Thì nó hạn chế được cho mình ấy là nó nhiều cái con bọ trĩ đấy. À, đây là một bông có mặt hoa cũng sáng này ở nhà. Đấy, bông này cánh nó hơi bầu, cánh nó hơi bầu bầu, vai ngang cánh bầu, bông hơi bầu. Thì bông này chắc là đã năm sau là tự nhiên lại, bởi vì đây là hoa kích, hoa kích là nó không được đạt lắm. Em nghĩ con này chắc bông này chắc được bông cánh bầu ấy. Đấy, cánh viền cũng đẹp, thùy hơi lem, con này thùy hơi lem, không được sạch lắm. Ok, thì em xin kết thúc video ở đây nhé, và hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo nhé.